Ôi trời ơi, quỷ ám hả? Nội à, nội lượm gì vậy? Nội làm rớt kìa mình cắt móng. Để con giúp nội. Không cần. Trời ơi, đã nói không cần con giúp rồi. Chắc là ảnh sợ bị bà phát hiện quyển sổ đỏ đó bị ăn cắp rồi. Có lòng như vậy, bà còn chửi ảnh nữa. Lụm gì chứ? Đừng lo chuyện của người ta nhiều quá, lo cho bản thân mình trước đi. Nhìn con đi, từ sáng tới tối, không trầy chỗ này bị thương chỗ kia. Bây giờ con đi giao thức ăn, hay là đi làm phụ hộ đây? Nói tới con lần nào cũng làm bản mặt đó nhìn nội. Nhìn thấy con nội thấy phiền rồi. Đi 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 đi. Con đi 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 đi. Trời ơi đi đi. Ngày nào con cũng sống với lão bất tử này hả? Muốn gì chứ? Thích mùi người già này hả? Hay là đợi sau khi nội chết á, con có thể chiếm luôn căn nhà này hả? Trời ơi, đi đi. Đi đi. Trời ơi, đi đi đi, đừng đụng vào nội, đi đi. Con đi đi. Đi đi. Nội à, nội à, nội mở cửa đi, sàn nhà toàn miếng chai, con sợ nội bị cắt trúng. Nội à, nội à, nội. Cháu của nội bà à, đâu có nghĩ như vậy. Nội à, nội. Sao bà lại chửi anh ấy vậy chứ? Bà đợi con ở đây nghe, con sẽ quay xuống ngay. Lát nữa con theo bà tới ngân hàng á, nếu người ta hỏi bà tên gì á, bà cứ nói bà tên là Lâm Tứ Muội là được rồi. Lâm Tứ Muội. Đúng rồi, nè, nếu làm xong việc, con sẽ đưa cho bà 2000 đi uống trà. Vậy cũng được sao? Lỡ ngân hàng biết được có phải chết không? Bà lão nào cũng như nhau thôi, sao có người nhận ra được chứ? Nếu không tại bây giờ ngân hàng rắc rối, có con dấu, có sổ tiết kiệm, cần người đích thân tới rút mới lấy được tiền thì con đâu nhờ bà làm cái gì chứ? Bây giờ con lên trển trước, con sẽ xuống liền. Bà đợi con ở đây nghe. Ông đừng có dạy bao hôm gọi điện cho tôi nữa. Xảy ra chuyện này bà cũng không có muốn đâu. Ông có biết cả đời tôi ghét nhất là người ta gạt tôi hay không? Còn giúp bà đi. Khổ lớn gần đây tôi cũng khó khăn nữa. Bây giờ tôi chỉ có 10.000 mà thôi. Như vậy cũng đủ rồi. Lúc nào cũng vậy hết. Tôi có sự trùng hợp như vậy chứ. Tất cả cũng tại ông chỉ ra mọi chuyện thôi. Bà không sao. Vậy thì bác Hà yên tâm rồi. Má. Ủa Xuyên, sao con tới vào giờ này vậy? Hey, con tình cờ đi ngang khu này thấy nhớ má nên ghé thăm má thôi. Nè, má ngồi xuống trước đi. Con đó, hôm nào con tới thì báo trước cho má biết chứ. Hey, được rồi má. Con không khỏe hả? Dạ phải, con hơi khàn giọng. Rồi, má pha ly tắc muối cho con uống nha. Hay lắm má, cảm ơn má. Cẩn thận nha. Người cha đáng ghét này, nhưng lúc bác Hà không có ở đây mới tới, chắc chắn có mờ ám. Tôi muốn tới chỉ độ thứ nhất. Tới làm sao trước đi, không tới gần được. Ngồi xuống đi. Sao tình cờ vậy? Cô làm gì chạy tới thở hổn hển vậy? Lúc nãy tôi mới gặp lại người bạn. Họ nói lúc nãy thấy gần nhà anh có một người đàn ông lén lút thập thò ra vẻ đáng nghi lắm đó. Người đàn ông đó tướng mạo thế nào? Khoảng 50-60 tuổi, có nét giống khuôn mặt của anh. Có phải là người này không? Phải đó, đúng là người này. Nè. Cảm ơn má. Má, con nhớ là cái hũ tắc muối này á, là vào năm Bắc Hà nó chào đời, má đã tự mình ngâm nó lâu lắm rồi, má vẫn còn giữ sao? 20 mấy năm rồi, bình thường má cũng không nỡ uống, thấy con về chơi pha cho con uống thôi. Con cảm ơn má. Trời ơi coi chừng nóng. Bây giờ con đã về rồi, ăn bữa cơm với má. Má muốn trò chuyện với con, con có chuyện gì á cũng có thể nói với má. Dạ được má. Má đi nấu cơm đây. Dạ con cảm ơn má.
Con lấy giấy chứng minh của má để làm gì? Con xin lỗi má, con cần nó để cứu bạn con. Không được đâu, con xin lỗi má mà. Con xin lỗi má. Xong rồi, nhanh lên, nhanh lên. Cô đụng chết người ta hay sao vậy? Kỳ Xuyên, đứng lại. Đứng lại. Tránh ra đi. Cô không sao chứ? Bác Hà, đừng mà. Bác Hà, bác cần nói để cứu mạng đó. Con cứu bà đi mà. Lúc ba bỏ mặt con nhà nội, mặc cho hai bà cháu bị đám cho dây đánh, ba có coi là ba con không? Con đã không mong ba mang gì về nhà này, nhưng ba làm ơn đừng đụng vào đồ trong nhà nữa. Bác Hà,